Dạ, thì đầu tiên thì mình sẽ vào cái Chrome hoặc Cốc Cốc ha thầy cô. Mình vào cái trang trải nghiệm.vietcool.vn ha. Rồi, ở đây mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản Vietcool của mình. Đây thầy cô chọn tài khoản Vietcool. Mình đăng nhập vào. Rồi, chọn giáo viên. Rồi, đầu tiên mình sẽ vào cái phần quản lý lớp. Thầy cô sẽ thực hiện cái thao tác ở toàn bộ lớp và học sinh về giúp em. Rồi, mình bấm vào đây. Lấy lớp và học sinh. Rồi, chọn học kỳ. Chọn lớp được phân công. Rồi, bấm lấy lớp và học sinh giúp em. Rồi, báo dữ liệu toàn bộ thành công. Thì cô bấm vào từng lớp, thì cô kiểm tra lại danh sách học sinh giùm em nha. Rồi, sau khi đồng bộ xong, thì cô qua giúp em phần quản lý bài học. Rồi, thì thầy cô qua đây, thì cô tạo việc đầu tiên mình sẽ tạo một cái bài học mới. Rồi, mình thêm bài học ở đây. Mình đặt tên bài học ha. Rồi, mình chọn khối sẽ dạy. Rồi, chọn môn dạy. Rồi, thì cô có thể đưa những cái đường link vào đây. Đó, thì như nãy mình chặn link ở đây, đường link để học mình chặn vào đây, dạ rồi. Rồi, sau đó mình sẽ lưu bài học lại nha thầy cô. Dạ rồi, sau khi mà mình có bài học rồi thầy cô, mình sẽ làm thao tác kế tiếp nữa, mình sẽ tạo phòng ha. Đây, số phòng đã khai báo, mình sẽ bấm chi tiết ở đây. Rồi, mình thêm phòng mới vào. Mình chọn cái lớp để mình dạy. Rồi, đặt tên phòng. Rồi, cái ngày bắt đầu cái phòng này, rồi ngày kết thúc của phòng. Dạ rồi, sau đó mình sẽ lưu bài lại. Dạ rồi, sau khi mình có được cái phòng rồi thì cô mình sẽ thực hiện tới cái thao tác và đưa bài tập lên ha. Mình sẽ trở ra giao diện chính. Ở đây sẽ có phần mà số câu hỏi, mình bấm vào chi tiết ha. Rồi, ở đây thì mình có hai cách để đưa bài tập lên. Thứ nhất là mình đưa từ file Word, thứ hai mình thêm từng câu. Để đưa từ file Word thì cô bấm vào cái hình đám mây ở đây. Yeah, mình chọn môn mới đưa lên. Hoặc là ngành đây chỉ có hai tùy chọn là hoặc là môn ngoại ngữ hoặc là môn học khác. Rồi. Chọn tới cái đường dẫn mà chứa cái file Word chứa bài tập nha thầy cô. Dạ rồi, sau khi mà mình đưa lên đây mình kiểm tra qua các thứ tự câu hỏi của mình. Sau khi mình kiểm tra thứ tự câu hỏi xong hết, mình lưu lại. Rồi, sau khi lưu lại thì cô thấy đây, nó sẽ có câu hỏi. Rồi, nội dung câu hỏi, đáp án. Đáp án tô đỏ sẽ là đáp án đúng thôi thầy cô. Rồi, ở đây mình có thể mình vào chỉnh sửa trực tiếp câu. Bấm vào nút sửa ở đây. Rồi, ở đây mình sẽ có thể đặt điểm cho cái câu trắc nghiệm này ha, chẳng như 0.5. Rồi, có thể chọn mức độ câu hỏi hoặc là không. Rồi, có thể chỉnh sửa đáp án đúng. Rồi, xong đủ lại. Rồi, ở đây thì các câu trắc nghiệm thì hệ thống sẽ tự động chấm điểm khi học sinh làm bài. Cho nên là tốt nhất mình nên đặt điểm cho các câu trắc nghiệm. Thì mình đặt cái câu đầu tiên. Rồi, các câu có điểm giống nhau thì mình bấm vô cái nút đầu tiên này giùm em. Rồi. Rồi, nó sẽ áp dụng cái điểm số cho tất cả các câu còn lại. Rồi, đối với cái cách mà thêm câu hỏi của từng thêm thủ công từng câu, mình bấm vào dấu cộng giùm em. Rồi, ở đây mình sẽ thêm một cái câu tự luận thì mình chọn vào tự luận. Rồi, ở đây. Mình nhập cái nội dung cái câu hỏi vào đây. Rồi, xong mình lưu lại. Vậy là thì đó là mình đã xong cái bước mà để mình đưa cái câu hỏi vào, đưa cái câu bài tập vào cho học sinh. Rồi, để mà vào dạy á thì thầy cô sẽ bấm vào đây, bấm vào chi tiết. Rồi. Mình sẽ bấm vào phòng. Dạ, thì ở đây thầy cô có thể bổ sung thêm những cái nội dung cần thiết mà mình cần gửi cho học sinh ở đây. Rồi, mình sẽ bấm mình lưu mình gửi xuống cho học sinh. Và lại đây mình sẽ chèn file cho thầy cô. Thì mình chọn upload file đây. Rồi, những cái file mình đã tải lên ở lần trước. Rồi, nếu chưa có, mình sẽ bấm vào đây. Rồi, mình chọn cái file để mình tải lên đây. Dạ rồi. Sau mình lưu mình gửi cho học sinh là được. Rồi, ở đây mình sẽ có cái phần mà để điểm danh cho học sinh trong phòng. Nên mình vô chỗ thảo luận ở đây. Mình bấm vô chỗ thành viên. Rồi, mình kiểm tra coi là đã có bao nhiêu học sinh. Nó đang online. Nó online thì sẽ là có dấu tích ở đây. Nó sẽ biến thành màu xanh. Rồi, mình kiểm tra có bao nhiêu học sinh đang online trên đây. Để mình điểm danh. Rồi, thì sau khi mà mình dạy xong bài thì mình cứ thoát ra ngoài. Rồi, mình có thể thoát ra ngoài rồi mình qua cái chỗ thống kê để mình xem những cái thống kê về lớp học của mình.
Dạ, thì mình chọn kết quả tổng quát đây trong bài học, bấm xem dữ liệu. Đây nó sẽ có thống kê tổng quát chu nguyên một phòng, thống kê tổng quát chu nguyên một phòng. Rồi hoặc là muốn xem chi tiết mình bấm vô hình kính lúp giùm em. Đây rồi, nó sẽ có chi tiết của từng đứa học sinh. Đây rồi, này là cái thao tác của giáo viên thì nó chỉ có nhiều thao tác đó thầy cô. Dạ. Dạ rồi, thầy cô mình còn vấn đề gì nữa mình trao đổi không ạ?